Mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Và hiện tại em Hải đang có mặt ở hẻm 4 số 1 Long Văn Kỳ, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì cái ngôi nhà của chúng ta thì cách đầu lộ tầm khoảng là 50 mét. Ở đây là mình có thể nhìn thấy cái đầu lộ của quý cô chú anh chị. Đây, chỗ quái cây ha. Hôm nay thì em Hải giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà, một trệt, một lầu. Có diện tích là ngang là 4m1, dài là 13m8 nha, thổ cư 100%. Lầu này thì hẻm rộng 4m, ô tô đi tới nhà ha. Hẻm rộng rãi. Bây giờ thì em Hải xin mời quý cô chú anh chị chúng ta sẽ vào bên trong tham quan ngôi nhà của mình ha. Nhà mình có một cái sân trước thì chủ chừa tầm khoảng là 2 mét. Ở đây thì mình có thể đậu một chiếc xe máy ở đây. Ở phía trên thì mình có một cái cửa kéo xuống ha, cửa sắt. Nhìn rất là kiên cố. Chủ bố trí cổng nhà là cổng sắt sơn tĩnh điện nha, và kính cường lực. Ở phía mặt tường hai bên thì chủ ốp gạch đá lên tới trên. Ở khu vực này thì hàng xóm rất là thân thiện và vui vẻ nha quý cô chú anh chị. Tiếp đến thì chúng ta có một phòng khách rộng rãi nè. Phòng khách này thì chủ chưa tính luôn cầu thang thì nó tầm khoảng là dài hơn 8 mét. Đây thì chủ bố trí gạch ống kính có màu xám trắng ha. Thì gạch này thì loại 8 tấc. À, phía trần thạch trần thì chủ làm thạch cao hộp vuông với hệ thống đèn led nhìn rất là đẹp nè, nhìn rất là sáng luôn nha. Ở phía bên tường thì chủ ốp nhựa PVC và nhựa sống gỗ. Trang trí phòng khách của chúng ta thêm sang trọng. Đây là khu vực xung quanh phòng khách của chúng ta ha. Nhà mình thì được chủ ốp gạch lên thì tầm khoảng là 1 thước 2, làm cho ngôi nhà của chúng ta thêm sạch sẽ. Tiếp đến thì chúng ta có một không gian bếp. Thì bếp này rất là dài nha. Bếp và nhà vệ sinh thì nó chiếm tầm khoảng gần 5 mét. Bếp thì chủ làm một tủ bếp trên và một tủ bếp dưới. Thì chất liệu của nó là tủ nhôm. Mặt cả bếp thì chủ làm bằng đá granite hoa cương nha, đá hoa cương. Đây, nhà mình còn có một cái cửa mở ra ngoài thì rất là mát mẻ nha quý cô chú anh chị. Nhưng đây là khu đất trống của người ta nha, mát mẻ luôn. Ngoài nhà mình có một cái nhà vệ sinh ở tầng dưới nè. Nhà vệ sinh này thì cũng khá rộng rãi, cũng được chủ ốp gạch lên tới trên trần. Nhà có hướng đông nam, có giá là 1 tỷ 250 triệu, có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Nó đi cầu thang thì chủ bố trí khoảng 1 mét nha quý cô chú anh chị. Cầu thang thì chủ làm ta dựng đi nóc. Ở phía trên mình có 2 phòng và có một cái toilet. Bước lên trên thì chúng ta có một cái toilet ở giữa 2 phòng nè, tiện cho 2 phòng có thể đi vệ sinh ha. Ở phía bên phải thì chúng ta có một cái phòng, thì phòng này tầm khoảng là 6 mét vuông, này có thể dành cho bé ở quý cô chú anh chị. Trần thạch cao với hệ thống đèn đầy đủ ha, có dây để gắn máy lạnh luôn, và có một cái cửa sổ. Khi mà mở cửa sổ này ra thì rất là mát, tùy hướng đông nam quý cô chú anh chị. À, gió lùa rất là mát nè. Cửa sổ thì được chủ làm hàng rào sắt sơn tĩnh điện rào lại ha, khá là an toàn và chắc chắn luôn.
Tiếp đến thì chúng ta có một cái phòng ở phía trước luôn. Phòng này thì rất là rộng rãi. À, phòng này thì chủ lót trần thạch cao luôn, với hệ thống đèn, dây điện sẵn để gắn máy lạnh ha. Cửa sổ mở cửa thông thoáng phòng và một cái cửa sổ lớn thông ra ban công. Thì ban công này thì chủ chừa tầm khoảng là 1 mét. Lưới nhôm và kính cường lực. Đây là cái xung quanh nhà ở hẻm 4 số 1 Long Văn Kỳ. Thì giá căn này chỉ có là 1 tỷ 250 triệu thôi nha quý cô chú anh chị ha, có thương lượng và hỗ trợ ngân hàng. Nó gần với chợ Trần Khánh Dư luôn. Và nó gần với Phú Cường, gần bệnh viện. Ở đây thì cô chú anh chị nào mà đi làm ở Phú Cường hoặc các cơ quan ban ngành ở tỉnh á thì có thể là quan tâm đến căn này, rất là tiện dụng ha. Hoặc con em học ở trường Võ Văn Kiệt cũng rất là gần. Nói thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì xin quý cô chú anh chị vui lòng gọi số điện thoại mà hãy ghi trên clip nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.